Sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền 2024, hiện công trường thi công cầu Thành Đức mới ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ đã sôi động và tất bật trở lại. Qua quan sát của phóng viên Dân Việt, cùng với đông đảo công nhân, một khối lượng khá lớn máy móc, thiết bị cũng đã được nhà thầu tập trung để đẩy nhanh tiến độ. Nói về khối lượng đã thi công, kế hoạch thực hiện trong thời gian đến của công trình cầu Thành Đức mới, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Đức Phổ Nguyễn Thanh Nguyên, chủ đầu tư dự án đã trả lời cụ thể về nội dung này. Cầu Thành Đức được triển khai vào cuối năm 2023. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 thì đạt khoảng 4% cái khối lượng của công trình. Đến nay thì đầu năm 2024 chúng tôi cũng đã triển khai, và cuối năm âm và đầu năm dương này cũng đã triển khai. Thì tổng cái khối lượng thực hiện đến nay thì khoảng 6%. Thì Ban Quản lý Dự án chỉ đạo đơn vị thi công tập trung thi công từ hai mũi, phía đầu Tây và phía đầu Đông. Thì hiện tại thì các đơn vị thi công đã tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực và thực hiện hai đầu vào, thì đẩy nhanh tiến độ. Và cơ bản thì đầu Nam chúng tôi triển khai khoảng là 40 công nhân trên công trình để mà thực hiện công tác này. Hiện tại thì chủ yếu là tập trung vào khoan nhôi, có cái cạo khoan nhôi và công tác là đúc dầm ở hai đầu. Và cạp khoan nhồi thì đã triển khai được 18 cạp. Công trình cầu Thành Đức là công trình được xác định là sẽ thi công hoàn thành chào mừng đại hội đảng của thị xã Đức Phổ. Chính vì thế mà Ban Quản lý dự án chỉ đạo đơn vị thi công tập trung toàn lực và thực hiện trong năm 2024. Thì cố gắng là trong năm 2024 thì chúng tôi sẽ cơ bản cái phần trụ dầm và chúng tôi sẽ hoàn thành cái gót dầm trong năm 2024.